Xin chào mọi người á. Đấy. Đây, ngày hôm qua mình có làm video về cái tuyến trùng rễ á. Tuyến trùng rễ thì hôm nay mình đi ra cái bảo vệ thực vật này nè. Đấy, bảo vệ thực vật á, người ta đưa cái loại thuốc này ha. Cái này nó chỉ là một loại thuốc sâu thôi, thuốc trừ sâu thôi ha. Nhưng mà nó có cái hoạt chất, mà nó nói chung là nó diệt được cái hoạt chất nè. Làm ra cihalurin nè. Đấy, phosim nè, xông hơi mạnh này nó diệt được là cái sâu đục thân á, sâu đục thân nè, liệp sáp, tuyến trùng, những cái loại mà nó khó diệt, rất là diệt á, nó rất là khó diệt đây. Đấy, cái này thì là tưới á, tưới vào gốc đây, quậy loãng tưới vào gốc nè, giống như lúc trước xài basodin vậy đó. Còn cái này nó diệt được cái tuyến trùng nè, này đặc trị ra cái tuyến trùng á. Tuyến trùng như là nó hại mà cái củ khoai lang nữa ha, thì mấy con hà ăn khoai lang rồi nè. Đấy, sao đục thân á. Đấy ha. Còn cái dùng của chúng ta ha, chúng ta ra tìm bao giờ thực vật á, chúng ta mua cái nào mà nó trị được cái tuyến trùng á. Tuyến trùng là mấy cái con dung nhỏ xíu xíu á, nhỏ nhỏ chít chít vậy nè, ăn mấy cái rễ nó nổi cục vậy ha. Đấy, đây là tuyến trùng á. Những cái cây mà nằm chậu lâu năm á, đây làm chậu lâu năm chúng ta cũng lưu ý cái chuyện này ha. Ngày hôm qua mình có nhổ ra thử một cây á, nhổ cái cây làm là trồng lại á. Đây thì cái rễ, phát hiện cái rễ đó nó cục như giống như cái rễ mai, giống như rễ đầu phòng nha, nó cục vậy đó. Hàng chi mà hồi năm rồi cũng có mình có một cái lâu cây á, một cái lâu cây về chưng sau Tết không có tốt lành gì hết trơn á. Tí đó là cái phần đất nó cũ á, nó bị bệnh á. Cái đó nó bị nở cục á, nở cục thì nó, cái rễ nó bị nở cục á thì nó không có là nó còn cái đường dẫn, một cái đường dẫn mà từ rễ mà lên thân nè, lên lá rồi nè, nó bị tắc nghẽ làm cái cây không có hút được dinh dưỡng á. Mặc dù chúng ta cũng tưới phân đều hết á mà cây không tốt lành gì đâu nha. Đấy, đó là tuyến trùng. Rồi, sau đây mình sẽ quay giao lưu với anh em. Năm cây cô cúc à, cúc Tân Châu, Tân Châu à, trong một cái lô đó. Thì mấy cái này mình lựa ra mấy gốc nó đẹp đẹp không à. Nói chung là nó cũng dễ nhìn á. Năm cây này nó cũng dễ nhìn. Giao lưu với anh em là với mức giá là 500.000 à, 500.000 một cây. Đây, dễ nhìn á, tàn tá nó cũng dễ nhìn, gốc nó cũng dễ nhìn lắm. À, hôm nay là quay năm giao lưu em năm cây à. Đấy. À, đây là cây cúc Tân Châu số 1 ha. Đây, với giá là 500.000 à. Đấy. Cái này thì mình lựa ra trong cái đám này nó đẹp bằng cái lô 4480 bữa hởm ha. À, tàn thì nó cũng tương đối. Được cái gốc ha, cái gốc nó lạ lạ hơn. Đấy. À, chiều cao mỗi cây này là khoảng là 6 tấc ha. 6 tấc. Đây. Đây là cây số 1 ha. Tiếp theo là cây số 2 nha. Đây, cái số 2 này gốc thì nó nhỏ nhưng mà được cái nó có duyên á. Thì cái nó có duyên, tàn bên trên nó cũng tương đối. Mấy cái phần nhôm này mới quấn vô có chừng tháng mấy mà nó siết vô ghê luôn. Đang lớn á, đang lớn nhanh á. Giống này thì một năm cho hoa, có thể cho hoa hai lần á. Một năm cho tới hai vụ hoa lần á. Đây là số 2, cúc Tân Châu nè, hoa chùm luôn á. Đây là cây số 3. Số 3 này gốc này cũng to. Đây là những cây gốc bứng á, gốc bứng, gốc trồng á. Gốc trồng mà trồng ngoài đất như 5 7 năm cả chục năm rồi không chừng. Rồi bứng vô chậu á, bứng vô chậu rồi mới ghép lên. Ghép lên này khoảng hơn 2 năm á. 2 năm. Đây là số 3.
Tiếp theo là cây số 4 à. Đây cây đang nằm chậu là chậu 3 tấc ha. Bên trên gốc thì cũng nói chung là cũng dễ nhìn tại vì mình đã lựa ra rồi. Còn bên kia thì gốc không có được đẹp lắm, bên kia thì không được đẹp á. Thì trong cái lô này thì 100 cây thì chỉ lựa khoảng được chừng 2-30 cây thôi, 2-30 cây gốc dễ nhìn nè. Này số 4 à. Nè, tiếp tục là cây số 5 à. Số 5 này khá đẹp á, giống hình con cóc con gì ha. Mỗi cây nó có một vẻ. Này, số 5 à. Này, số 5 à. Hôm nay giao lưu với anh em là 5 cây á. 5 cây và cái thuốc trị bệnh tuyến trùng. Chúng ta chỉ cần ra theo em bao thực vật á, hoặc là tìm trên Google à, cái thiết thì bệnh cái tuyến trùng nè. Đấy. Tuyến trùng mà sâu đục thân nào luôn nè. Đấy. Này, chung luôn ha. Đây, chúng ta thêm tìm được thuốc nè. Rồi, xin chào mọi người ạ. Chúc mọi người chăm cây thật là tốt á. Xin chào.